Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 15:30 chiều ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024. Mình đang có mặt tại con đường Trần Quốc Toản. Đó, bên dưới là đường Trần Quốc Toản quý vị. Xa xa là đường là Hồ Xuân Hương ha. Đối diện bên kia là bến Đập Vịt. Quý vị có thể thấy là những cái hàng hoa mai anh đào ở bên dưới là nó trùi lủi rồi, nhưng mà không ra hoa nổi quý vị. Nguy cơ năm nay là tịt luôn ha. Đi về hướng bên kia là về chợ Đà Lạt đó quý vị. Ở đây là cái bãi đất trống ha. Bãi đất trống, công viên, công cộng. Chỗ nào mà bãi đất trống, công viên, công cộng có xe cổ đầu rô này kia là quý vị có thể thấy là rác quá trời rác luôn. Quý vị thấy chưa? Ngay trung tâm thành phố ha. Nó rất là nhát nhát luôn quý vị. Mình lên đây set up cái máy quay á. Nó thấy rác quá trời quá đất. Rồi bây giờ là mình sẽ dẫn quý vị đi vòng vòng để cập nhật tình hình mua bán hoa Tết đi quý vị ha. Những hôm trước mình cập nhật rồi, hôm nay không biết tình hình buôn bán sao. Hôm nay là ngày 23 rồi, còn đúng tuần là Tết. Hôm nay là bà con mình cũng cũng đưa tiền ông táo về trời tối hôm qua cơ. Dọc mé như này thì bà con mình bán bông, ba, hoa, quả, đồ Tết đó quý vị. Đồ gỗ, đồ kiếp này đó. Ai có tiền về chơi đồ gỗ ha. Gỗ rất là đẹp luôn, với những cái bàn tay điêu khắc của các nghệ nhân, nghệ sĩ luôn. Tranh nữa, hoa giả, hoa giấy, hoa vàng thọ, mai, cúc mâm xôi đó. Đồ gỗ nữa. Bà con mình cũng đi mua lai rai rồi quý vị. Mua một chậu ha, bỏ vô xe đem về. Có những du khách cũng đi ngon ngó nghiêng nghiêng trái cây rồi quý vị. Đào này. Hôm nay là thấy tràn ngập cái cảnh của bà con mình chơi Tết mà. Và nó là Đà Lạt tràn ngập luôn rồi. Từ dưới Hồ Xuân Hương lên đường Hồ Tùng Mậu, lên đường Trần Quốc Toản, rồi Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, rất là nhiều hoa bung nở hết rồi quý vị. Đó, có những cây bung nở thì bà con mình cũng cắt luôn ha, các cành chắc đem về rồi quý vị. Có những cái cây mà nó không còn chơi được nữa thì bà con mình cắt luôn, cắt hết cành đem về cho bỏ xuống ngoài cho nó lại sức nó ra cho năm sau quý vị, không thôi là nhiều lúc để vậy nó chết đấy, bán thì không được. Năm nay có nhiều nơi nó đào nở sớm rồi quý vị ha. Mình chạy hướng như thế này là hướng lên Kim Cúc. Ở đây cũng nguyên một dải hoa mai anh đào, chưa có cái cây nào ra hết trơn, chỉ lác đác vài cây nho nhỏ ra vài nhánh cho vui vậy thôi. Đó, chiều nay Đà Lạt cũng âm u quý vị, âm u buồn buồn ha. Đào năm nay đào quất cây cảnh Tết là những món chơi xa xỉ. Lường trước sự khó khăn của nền kinh tế của người dân, cho nên như bà con mình bán đào quất cũng năm nay cũng chủ động bán với một cái giá vừa phải đó. Không dám hét giá cao đâu. Những ngày hôm nay thì bà con mình cũng lang thang đi ngắm nghía, hỏi giá, dò giá đó. Lên đây là Kim Cúc quý vị. Thường thường bà con mình hay chơi vào những cái nước cối ha. Tầm khoảng 28, 29, 30, đặc biệt là chiều 30. Ra lựa cây nào mà vừa nở ra còn tươi rói thì sẽ bưng và đem về. Đấy. Đến ngày hôm nay thì mình thấy là tiểu thương vẫn đang như ngồi trên đống lửa luôn quý vị, vẫn đang trong ngóng à. Chưa có bóng dáng của người đi mua này. Và cũng lác đác vài người đi ngon ngó. Mình nghĩ chắc có lẽ cũng chỉ là đi hỏi và dò giá mà thôi.
cũng có những cành đào nữa quý vị. Đó, cành đào bung khá đẹp luôn. Cành đào bung khá đẹp luôn quý vị. Mình cũng không biết tại vì sao mà bao nhiêu năm rồi bà con mình cũng không có dán giá công khai lên nhỉ. Nếu như dán giá công khai lên bà con mình khỏi phải đi dò cho nó mệt ha. Cứ một giá như vậy, giống mình đi, cứ chạy vòng vòng như vậy đó. Xong rồi thấy cây nào ưng mắt vừa túi tiền là quất luôn cây đó. Hỏi anh có bớt không? Nói em ơi anh bán đúng giá, ok. Còn không thì nói em ơi thôi, bây giờ Tết nhất rồi anh chị bớt 100-200 ngàn cho vui, hoặc vài chục ngàn cho vui. Đó, thì người ta vui vẻ quý vị. Thuận mua vừa bán cho nó khỏe ha. Chứ bây giờ bà con mình đi hỏi giá nó cũng ngại đó quý vị. Có nhiều người đi dò giá nhưng mà không dám hỏi, nó thiệt luôn. Không dám hỏi quý vị ạ. Hỏi sợ ngại á. Nhưng hỏi mà không mua thì sợ ngại á. Và bà con mình cũng phải cần phải tiếp khách luôn. Cứ tới người ta thấy được là hỏi chủ đâu rồi, lấy cho tôi cây này, là tới chợ về xong. Và mà đi kì kèo cái gì hết đó quý vị ạ. Cũng giống như ở trên Facebook đó, có những người đăng áo quần hoặc là cái gì gì lên đó, cũng chả thấy có giá cả gì hết. Đến khi người ta hỏi giá bao nhiêu thì bắt đầu gọi inbox hoặc anh chị kiểm tra tin nhắn giùm em này cái tùm lum hết. Ui cũng mệt, bà con mình cũng lác đác đi ngó này quý vị. Khúc này thì đào nở đẹp nè. Đó, khúc này đào nở đẹp quý vị. Đào này không biết tới ngày, còn 7 ngày nữa không biết tới đó thì nó có còn được tươi rói nữa hay không. Và những cây như thế này thì cũng khá là đắt tiền đấy. Thế khủng á. Đó. Thế rất là đẹp. Giống những cây này. Đó. Chỉ lác đác người đi xem hỏi hỏi vậy thôi, chưa thấy người mua nữa. Những năm kinh tế nó còn được á, mỗi lần đi ngang qua thấy bà con mình bưng đào xuống rồi chở, và nó là người thì bán, người thì chở tất bật lắm luôn. Giang hoa cúc này thì vẫn còn nguyên ha. Bên kia là mai vàng ha. Mai vàng thì mà nó rất là đẹp luôn. Chơi mai vàng ở trong nhà thấy nó cũng có sinh khí ha. Vàng rực lên. Hoa giấy quý vị. Bà con mình đi hỏi đấy. Ngó ngó hỏi hỏi đó quý vị. Rồi có người mua lan rồi. Anh này anh trở về cho gia chủ đấy. Mình nghĩ sức mua nó sẽ tăng dần lên. Khi mà càng về sát những ngày Tết thì sức mua nó sẽ tăng dần lên nữa quý vị. Mai này, ủa mai năm nay đẹp lắm quý vị. Nó vừa nở mà vừa rất là nhiều búp. Bà con mình đi hỏi. Sức mua dần dần tăng lên rồi quý vị ha. Hy vọng những ngày tới là phải nói là bà con mình ào ạt đi mua nhìn cho nó đã quý vị. Mình thấy cái cảnh mà bà con mình ào ạt đi mua, mình cũng háo hức lắm luôn. Mặc dù mình không có tiền để chơi chơi chung chơi cũng được thôi quý vị, nhưng mà thật sự mình chưa rảnh thôi. Không biết đến cái ngày 30 cần Tết là mình có rảnh để ra bưng chậu về chơi hay không. Đến đó rồi mới biết ha. Rồi qua mé bên này là đường Hùng Vương quý vị ha.
Mẹ trừng đầu thì thấy bà con mình đi hỏi cũng nhiều nhiều đấy. Mẹ này không biết sao. Trong này là khách sạn 5 sao này. Đó, rồng Đà Lạt đó quý vị. Rồng nhỏ xíu à. Hoa nở bung hết rồi. Mai quý vị, mai những cái chậu đẹp không? Thế rất là đẹp luôn quý vị ạ. Bên kia là cúc này. Năm nay đọc báo thì thấy giá cả của những cái tiền thân khác là người ta nói là rớt giá thê thảm. Rớt giá sâu nhất trong lịch sử. Thì mình nghĩ ở Đà Lạt nó không thế. Nó không được giá cao giống như là những năm trước đâu. Tất cả các loài hoa, hồi sáng mình đi quay hoa lai dương là cái loài hoa thông dụng nhất để mà cắm trong nhà. Hoa cúc, hoa lai dương này kia thì chị nông dân chị nói đúng là người ta cho dù con giàu con nghèo gì thì cũng có một cái bình bông để mà trưng ở trong nhà. Quốc quý vị ha. Không có bông ly thì cũng có bông lây dơn, mà không có lây dơn thì bông cúc. Đó là những cái loài hoa thông dụng, cho nên chi những cái loài hoa đó nó được giữ giá và số lượng bán ra thì nói chung là cũng được quý vị, không đến nỗi là nó đứng giống như là loài hoa mà chơi xa xỉ như thế này ha. Mai thì những cái chậu nhỏ nhỏ này cũng dễ chơi quý vị này. Những chậu nhỏ nhỏ như thế này thì cũng tầm khoảng 100 mấy 200 đó quý vị. Còn mình đi hỏi giá ha. Cái này về để ở trên bàn cho vui vậy thôi. Nhà to thì chịu, nhà to phải chơi to thôi. Ở dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo với lại đường Hùng Vương này mà vẫn chưa thấy hoa hoa mai anh đào nó ra này. Đi dọc theo tuyến này là chúng ta sẽ đi về Trại Mã Cầu Đất luôn quý vị ha. Về đây là ngã tư Phan Châu Trinh quý vị, quẹo phải là chúng ta sẽ đi vào đường Lữ Gia ha. Còn quẹo trái như thế này là vào đường Nguyễn Đình Chiểu, về Sương Nguyệt Ánh và về cuối Hồ Xuân Hương. Bà con mình chở những cái hoa cầm tú cầu ha, đem đi bỏ cho ngoài chợ người ta cắm ấy. Cắm những cái bình hoa đó quý vị. Thấy Tết nhất thì người dân mình, bà con phải nói chạy ngược chạy xuôi, tất bật lo làm lo ăn, dọn dẹp cũng quậy cũng nhiều lắm quý vị. Người dân Việt Nam mình cứ mỗi lần mà Tết đến xong về là cũng nhiều lắm luôn. Giống ở nhà mình thì ông bà cha mẹ cũng thôi, chứ còn mình thì cũng cúng, mình cũng có năm nào cũng hết trơn. Kể cả khi mà đến chùa thấy người ta thắp nhang rồi xin lộc quá trời, mình cũng không có thắp nhang và cũng không có xin lộc. Mình chỉ đứng lặng lẽ cầu nguyện ở trong trong tâm, trong lòng của mình như vậy thôi quý vị. Cho thấy ví dụ tới chùa người này cắm
người kia cắm vào bà con mình, phải nói là khói mù mịt lên, sợ cháy rồi sợ này kia, các sư thầy phải đứng nhổ nhang và dục đi thì nó rất là phí đó. Chính vì vậy chúng ta hạn chế đốt nhang, không nhất thiết là phải đốt nhang đâu quý vị, cái tâm là được rồi ha. Và ai cũng xếp hàng và nói chen nhau để mà vào đưa cái lòng bàn tay ra cho thầy, xin thầy cho một chữ để cầu cho năm tới nó như thế nào đó, mình cũng không nhất thiết phải xin luôn quý vị. Mình viếng quang cái cho có không khí, cho có tinh thần như vậy rồi lên đường đi chơi thôi, thế cho nó khỏe. Đã đến lúc chúng ta đi đến chùa, đến nơi thờ tự, đến này đến kia, chúng ta phải trật tự và văn minh, không cần phải chen chúc mướt mồ hôi hớt ha hớt hải. Với những cái mâm, ví dụ đi xin tài xin lộc với những cái mâm cao cổ đầy, có nhiều tờ báo viết nói năm nay làm ăn khó khăn, cho nên gì những cái cơ sở tâm linh, những cái khu vực mà trước đây bà con mình hay mâm cao cổ đầy tới để mà xin lộc xin tài không, thì năm nay cũng thấy vắng hẳn, ít hơn hẳn, không có tiền lấy gì mà xin quý vị, làm ăn không có tiền lấy đâu ra mà đem xin lễ tới xin. Có nhiều người ví dụ ở Đà Lạt này chạy xuống dưới chùa gì mà ở dưới Châu Đốc rồi quý vị, núi Bà Đen hay là cái gì đó ở dưới Tây Ninh hay là Châu Đốc gì đó, nghe nói là cũng linh thiêng mà này kia lắm. Bà con mình phải nói là khăn gói lên đường, đem heo, nguyên vả một con heo rồi xin lễ này kia, rất là nhiều tiền luôn quý vị, về để mà xin xỏ làm ăn được rồi phải xuống trả lễ nữa, vượt một quãng đường và nó mấy trăm cây số, 400-500 cây số về tới Châu Đốc đấy. Còn ba ông đầu bếp thì chỉ có ba ông duy nhất thôi, chung cả Việt Nam cả Trung Quốc đó, văn hóa Việt Nam Trung Quốc nó giống nhau mà, rồng đó quý vị, năm này đang quay con rồng ha. Chung cả Việt Nam cả Trung Quốc luôn đó, những cái nước mà nó có văn hóa giống nhau, tương tự nhau đó, thì có ba ông đó thôi mà hầu như là hàng triệu hộ gia đình, thậm chí cả tỷ hộ gia đình lúc nào cũng có mặt ong hết, nhà nào cũng có mặt ong hết, công nhận phải nói là quá thần thông quảng đại luôn. Đó là kỹ thuật, nếu như mà có thần thông vàng phận quảng đại thì người ta gọi là thuật phân thân đó quý vị. Đây là con đường Trần Nhân Tông quý vị ha. Bên phía tay trái của chúng ta là sân Quân Đồ Cù. Mình đi hướng như thế này là hướng về Ngã Năm Đại Học ấy. Chiều nay trời nó cứ âm u có mây, nhưng mà giống kiểu có nhiều người tưởng đâu là gần mưa rồi, nhưng mà thật sự là nó không mưa đâu quý vị. Bà con mình bán hoa bán hòe đằng này kia cũng chỉ có bán được ban ngày rồi quý vị, buổi tối là cũng phải rào lại, kéo lưới rào lại rồi phải ngủ canh đó, chứ buổi tối cũng chả ai đi mua, vì buổi tối có thấy gì đâu mà đi mua quý vị. Với những con đường trần đào đằng này kia đường tôi thui à, bà con mình hay chọn đi mua ban ngày để ra lừa được những cái cây cho nó tốt, nhìn cho nó rõ, rẽ xuống trên này là đồi tra đâu quý vị,
khu vực dân cư Đồi Trà ha. Còn tới đây là ngã năm đại học, trường đại học Đà Lạt. Rồi ngày hôm nay mình cũng thử vòng vòng sơ sơ như vậy để xem thử tình hình mua bán của bà con trong những ngày cận Tết này nó như thế nào. Thì cũng có khách đi hỏi tới hỏi lui, đông hơn những ngày trước rồi đó. Và hy vọng tầm khoảng 27, 28, 29, 30 đó, 3-4 ngày còn lại đó là sức mua nó sẽ tăng lên một cách đột biến. Nếu bà con mình kiếm được đôi đồng ha, về ăn Tết cho nó ai ai cũng vui, không có ai buồn cả, là tuyệt vời nhất quý vị ha. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.